Khi mà lên cái khu vực tu tập ở trên đây cả nhà, mình có một cái cảm giác là vừa lạ vừa quen, giống như là mình đã nhìn thấy ở đâu rồi nhưng mà mình cũng không nhớ rằng là mình đã từng nhìn thấy ở đâu nữa. Hoàn toàn không có một chất kết dính nào hết á. Một cái viên đá rất là trong trên. Khó. À, có vẻ ổn hơn rồi cả nhà. Xin chào cả nhà, hiện tại Nhân đang có mặt trên một cái ngọn núi thuộc địa phận của tỉnh Khánh Hòa. Và ngày hôm nay thì được sự chia sẻ của một vị khán giả có chia sẻ cho Nhân biết được một cái nơi tu tập khá là đặc biệt và đầy những điều bí ẩn. Vị khán giả chia sẻ rằng là ở trên cái núi này có một vị tu tập mà năm nay đã ngoài 80 tuổi rồi, 80 mấy tuổi rồi. Và đằng sau cái nơi tu tập đó thì có rất là nhiều những cái điều huyền bí và những cái điều mà chúng ta không thể nào giải thích được. Và ngày hôm nay thì Nhân đã tìm đến được cái ngọn núi này rồi. Và bây giờ mời cả nhà hãy cùng với Nhân đi lân la vào khu bên trong xem thử là có hữu duyên gặp được vị mà tu trên núi mà đã mấy chục năm qua và có những cái câu chuyện mà không thể nào giải thích được, thì ngày hôm nay mình sẽ đi tìm hiểu. Thì bây giờ mời cả nhà hãy đi cùng với Nhân để biết câu chuyện ngày hôm nay đặc biệt như thế nào nha. Thì bây giờ Nhân sẽ bắt đầu tiến vào phía xa xa, phía bên trong kia xem thử là có ông Tư ở trên đây không. Bởi vì là Nhân nghe anh khán giả chia sẻ rằng là sẽ xưng là ông Tư bởi vì là người ta hay gọi là như vậy. Khi mà nhìn xa xa thì chúng ta có thể thấy rằng là có rất là nhiều những cái viên đá lớn nhỏ khác nhau được xếp chồng lên. Và bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu về những cái viên đá này. Không biết là có ông Tư trên đó hay không cả nha. Bởi vì là mình ghé cái khung giờ thì nó cũng rất là trưa, cho nên là không biết là có gặp được hay không. Một điều rất là đặc biệt khi mà đến đây á, là có rất là nhiều những cái viên đá lớn nhỏ không cùng kích thước được xếp chồng lên như thế này. Wow, có những viên mà nó dường như là mình nghĩ rằng nó không thể nào mà nó đứng được, nhưng mà nó vẫn đứng được cả nhà. Wow. Nếu như mà một vài chỗ xếp thôi thì mình không lấy gì làm lạ, nhưng mà ở đây thì đây được gọi là cả một cái công trình luôn. Nói thật, để mà xếp được như thế này thì không phải đơn giản một xíu nào. Chẳng hạn như là cái chỗ này cả nhà. Nhìn cái viên đá này nó nghiêng qua một góc như thế này mà nó vẫn có thể đứng được. Mà mình cũng có những cái thắc mắc rằng như thế này nè, là ông Tư thì Nhân nghe nói rằng là ông năm nay đã 83 tuổi. Vậy thì
83 tuổi thì làm sao mà có thể rinh được những cái hòn đá mà nó to như thế này, mà có thể xếp như thế này, không phải đơn giản một xíu nào. Mình là một thanh niên mà cái việc để rinh được những cái hòn đá như thế này còn khó, huống hồ gì đối với một cụ ông 83 tuổi cả nha. Nói thật rằng là người bình thường thì chắc có lẽ là cũng khó có thể làm được. Cái đây là xếp hoàn toàn ngẫu nhiên chứ không có chất kết dính luôn. Wow. Ui, cái viên này là mình thấy mới ghê nè. Làm sao mà nó có thể giữ được? Cả nhà thấy không? Không có một không có một cái chất kết dính nào hết luôn. Hay quá cả nhà. Lần đầu tiên mà mình đến một cái nơi tu tập mà kỳ lạ như thế này. Hòn đá rất là lớn được đặt lên. Nói thật là bây giờ người bình thường mà để làm được một cái việc như thế này là rất khó. Trời ơi, cái viên đá này mà nó cũng nằm được như thế này, nó không rơi được. Xíu nữa thì sẽ đi tham quan tiếp để vào đây xem thử có ai trong đây không. Ông Tư ơi, ông Tư đi đâu rồi? Ở đây có những cái hũ nhựa đựng rất là nhiều những cái viên bi. Wow. Có rất là nhiều những cái viên bi xếp thành hàng luôn. Đây cả nhà. Ở trong này có đá nè. Có hũ thì đựng những cái viên bi, có hũ thì lại đựng những cái viên đá nhỏ. Mình khi mà mình đến đây mình di chuyển mình phải rất là chậm rãi và phải để ý, bởi vì nếu như mà sơ hở một xíu thôi thì sẽ làm những cái viên đá ở đây rơi xuống, thì đó là một cái điều mà sẽ không hề tốt một chút nào, cho nên là khi mà di chuyển thì phải hết sức cẩn thận. Trời đất ơi, ở phía sau kìa cả nhà. Wow, cả một kỳ quan luôn á, đối với mình luôn á. Không hiểu vì sao mà ông Tư lại xếp đá như thế này. Nó không theo một bất kỳ một cái quy tắc nào cả. Mà cái điều mà mình cảm thấy
cảm thấy khâm phục nhất là có những viên nó rất nặng, rất to. Thì làm sao mà một người mà năm nay 83 tuổi rồi thì có thể làm được những cái việc như thế này? Đó là một cái câu hỏi mà mình thắc mắc rất là lớn. Khi mà lên cái khu vực tu tập ở trên đây cả nhà, mình có một cái cảm giác là vừa lạ vừa quen, giống như là mình đã nhìn thấy ở đâu rồi nhưng mà mình cũng không nhớ là mình đã từng nhìn thấy ở đâu nữa. Hoàn toàn không có một chất kết dính nào hết á, một cái viên đá rất là trong trên. Đây nè, có những cái viên to như thế này nè, nó nặng phải mấy chục ký á, thì làm sao mà một người năm nay đã hơn 80 tuổi mà có thể làm được. Wow, không thể tin được cả nhà. Trời ơi, chẳng hạn như cái viên này, làm sao mà nó đứng đây mãi được, trong khi đó nha là sẽ có gió nè, gió mưa rồi chịu sự tác động của tự nhiên, mà có những cái viên mà nó nằm trong trên nó vẫn nằm được như thế này, hay quá. Thật sự khi mà đến đây thì mình phải chậm lại một xíu, chứ không dám đi nhanh, bởi vì đi nhanh sợ hở một xíu thôi, là chỉ cần chạm vào viên đá này thì nó nguy hiểm, nó rơi hết là mang tội cả nha. Ồ, ở trên cái cục đá này thì có cái ụ mối khá là lớn, xíu mình sẽ lên trên đó. Nếu mà để xếp hết những cái viên đá này lại mà nó không có theo một cái quy luật như thế này thì chắc có lẽ rằng là làm ít nhất phải vài năm cho đến hàng chục năm thì mới có thể làm được. Không biết rằng là cái việc mà xếp đá như thế này nó có một cái ý nghĩa gì đó về mặt tâm linh hay không, hay là đó chỉ là một cái sở thích ngẫu nhiên của ông Tư thì mình chưa rõ. Bởi vì cho tới thời điểm hiện tại thì không thấy ông Tư ở trên đây, cho nên là mình vẫn chưa thể chắc chắn được là cái việc mà xếp đá như thế này thì nó sẽ có ý nghĩa gì. Nếu mà đủ hữu duyên thì gặp được ông Tư thì sẽ trò chuyện với ông Tư xem thử là vì sao mà ông Tư lại xếp đá như thế này, và cái hành trình mà tu trên núi của ông Tư ra sao, thì nếu mà đủ duyên sẽ gặp ông Tư và chia sẻ tiếp. Còn bây giờ thì mình sẽ đi tham quan cái nơi đây thôi, phải hết sức cẩn thận. Ở đây có một cái bàn này, bàn đá. Ở đây cũng có một cái bàn đá nè. Hay là có khi nào á là những cái bàn đá như thế này nó có một cái ý nghĩa nhất định gì đó về mặt tâm linh này cả nhà. Hay là cái nơi đây á, là cái nơi sẽ dành cho các vị nào đó để có thể ngồi, chứ không phải là để người bình thường ngồi. Nhìn cái chỗ này tự nhiên nó nổi hết da gà luôn.
một cảm giác gì đó kỳ lạ lắm. Nếu như mà cả nhà có xem một cái video mà Nhân cũng chia sẻ gần đây thôi, về một ông chú, ông cũng xếp đá, mà xếp đá là xếp tường rào cả nhà. Chú xếp thành một cái bức tường, nó dài gần cả cây số, xếp trong vòng hơn 30 năm trời. Nhưng mà cái việc xếp của chú nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều so với cái việc xếp như thế này. Cái việc mà xếp như thế này thì nó đòi hỏi là phải rất là tỉ mỉ và nó có sự cân bằng ở trong đây nữa. Cái việc mà xếp như thế này giống như là phân khu ra, phân khu rõ ràng. Thì cả nhà cũng có thể thấy rằng là sẽ có những cái khu riêng biệt, như là bên kia sẽ có bàn với ghế, và cái khu bên đây là vây lại và có một khoảng trống. Và chỗ này cũng vậy nè, chỗ này có một cái khoảng trống ngay cái vị trí này. Và còn nhiều những cái vị trí khác nữa là nó sẽ có những cái khoảng trống. Và có thể là rằng là ý nghĩa của những cái khoảng trống đó là để như thế nào đó. Chỗ này cũng vậy nè. Và ở đây thì được quét dọn rất là sạch sẽ. Hay là có khi nào vào những cái ngày đặc biệt hoặc là những cái ngày tâm linh thì ở phía sau đây sẽ có những cái hiện tượng gì đó hay sao cả nhà. Bởi vì mình cảm nhận được rằng là ở phía sau này nó không phải là một cái nơi bình thường. Nó là một cái nơi gì đó mà mình không biết là phải diễn tả cái từ gì để cho nó phù hợp với lại cái nơi mà nó nhiều đá như thế này nè. Được phân khu rõ ràng. Giống như là một cái nơi để tiếp ai đó gì đó, kiểu vậy đó. Hoặc là một cái trận đồ gì đó. Nói chung là cũng không biết được, cái này thì chỉ có thể gặp ông Tư giải thích thì mới biết thôi. Có những chỗ để ngồi đây, chẳng hạn như cái chỗ này cũng rất lạ nè, phải nói kỳ lạ luôn. Mình sẽ xuống để chia sẻ. Chẳng hạn như cái chỗ này thì có một cái bàn, rồi có ghế để ngồi nè. Và một điều đặc biệt rằng là chỗ này cũng được xếp đá nè. Quá kỳ lạ. Thực sự là mình cũng rất là tò mò về ông Tư. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi ra phía sau xem thử là ở phía sau đó có ẩn chứa một cái bí mật nào đằng sau kia hay không nữa. Ở phía sau đây là một cái rẫy hạt điều, trồng hạt điều lên đây. Wow, đặt cái viên đá lên mà nó trong trên nó không rơi, quá thật, quá hay luôn. Không biết là ông Tư đi đâu rồi. Ở đây có một cái ổ mối quá trời lớn luôn. Đi ra phía sau nữa là cái vườn điều.
Nhân đã đi rất là nhiều nơi. Thì cái việc xếp đá thì có rất là nhiều nơi họ cũng xếp đá, nhưng mà cái việc xếp của họ thì nó sẽ dễ dàng hơn so với cái việc này rất là nhiều. Có khi nào ông Tư đã tiên đoán được trước là cái việc mà mình lên trên đây, cho nên là có thể ông Tư đã tạm thời lánh đi rồi. Bởi vì một số người mà họ tu tập mà lâu á, thì họ sẽ có một cái nguồn năng lượng nó rất là mạnh so với người bình thường, cho nên họ có thể cảm nhận được nhiều thứ. Đây Nhân nghĩ người bình thường khó có thể làm được lắm cả nhà. Không dễ gì đâu. Rất khó. Không biết là cái suy đoán của mình lúc nãy là có đúng hay không nha cả nhà. Bởi vì Nhân thấy có rất là nhiều chỗ giống như để tiếp khách như thế này nè. Góc này hay là góc dưới đây hay là mấy góc kia á. Nó sẽ có những cái lối mòn uốn cong uốn lượn, sau đó thì đi một hồi thì sẽ có một cái chỗ để ngồi như thế này. Có thể là nó sẽ có liên quan gì đó về mặt tâm linh mà chúng ta không biết. Cho nên á, khi mà chúng ta biết thì chúng ta nếu mà chúng ta không biết thì chắc phải đợi hỏi ông Tư mới biết. Còn nhiều khi có những cái suy đoán của mình đôi khi nó cũng chưa có chính xác. Và Nhân nghĩ rằng là thế này nè, khi mà chúng ta đến những cái nơi này á, thì tâm của chúng ta sẽ đừng có khởi lên những cái ý niệm xấu. Bởi vì dù sao đi chăng nữa thì nơi đây có thể rằng là cũng là một cái nơi đầy những cái sự tâm linh. Mà chúng ta là một người bình thường thì chúng ta không nhìn thấy được những cái điều đó. Cho nên là khi mà đến những cái nơi trên này thì chúng ta không được khởi lên những cái điều không tốt. Nhìn từ ngay góc này nè, nhìn từ ngay góc này thì chúng ta mới thấy được là cái công trình này nó đặc biệt như thế nào. Nếu mà chúng ta nhìn từ xa như thế này nè, không dễ gì để một người bình thường có thể làm được như thế này. Đặc biệt rằng là có những cái viên đá nó rất là to. Có những cái lọ mà đặt rất là nhiều những cái viên bi vào trong đây này. Ở bên trong cũng có những cái viên bi, những cái lọ đặt rất là nhiều. Và mình thấy rằng là có hình Phật. Và bên cạnh là một cái hình gì đó mà không có rõ hình.
Bây giờ phải làm sao để có thể gặp được ông Tư? Trong khi đó bây giờ ở đây không có ai hết. Mười hai giờ rưỡi trưa cả nhà. Tiếp tục đi tham quan một vòng nữa đi. Biết đâu được xíu nữa sẽ ông Tư sẽ xuất hiện. Chỗ kia cũng có bàn bằng đá để ngồi. Mình không có dám chạm tay vào những cái viên đá đây luôn á. Bởi vì khi mà chúng ta chạm vô thì nó rơi xuống rồi, không nên. Và bây giờ mà Nhân tìm một cái chỗ nào đó mà có những cái viên đá mà ông Tư chưa có xếp á, thì mình thử mình xếp thử xem thử là có được hay không. Để Nhân tìm những cái viên đá nào đó mà ông Tư ông chưa xếp, thì mình sẽ thử mình xếp xem thử là có đúng, có dễ xếp hay không. À đây đây đây, có những cái viên đá mà nó nằm mà. Ồ, cái này ông Tư ông xếp rồi cho nên là thôi, mình không được phá vỡ cái kết cấu. Mình sẽ đi ra ngoài đây mình tìm đá này. À đây đây đây, ở đây mình thấy có một cái viên đá này nó nằm lẻ loi ở đây, thì bây giờ Nhân sẽ thử xếp một cái viên đá mà nó như thế này để xếp lên xem nó có dễ hay không nhé. Rồi xin phép ông Tư. Với một cái viên đá như thế này, cái kết cấu của nó không có cái điểm tựa luôn, thì không biết rằng là mình sẽ xếp như nào luôn á. Đây đi. Rồi Nhân thấy cái chỗ này nè. Nhân thấy cái chỗ này thì ông Tư chưa có xếp cái gì lên hết đó, thì mình thử coi. Đâu có dễ dàng cả nha. Không dễ một xíu nào. Mình thấy xếp như này có vẻ dễ hơn á. Khó xếp. Nếu mà chúng ta đặt nằm như thế này thì quá đơn giản rồi. Mà đa số là Nhân thấy ông Tư là lúc nào cũng xếp cái cạnh nó đứng lên như thế này, hoặc là nó đứng lên như thế này. Quả thật bây giờ nếu mà nó đứng được thì không biết sao luôn. Quá khó. Này phải đòi hỏi sự kiên trì nhẫn nại. À, mình thấy nó có một cách nó có hiệu quả hơn này. Nhân sẽ dùng một cái viên đá nó có cái điểm tựa trước đó. Mình đặt ngay chỗ này nè. Rồi, mình đặt lên. Khó. À, có vẻ ổn hơn rồi cả nhà. Rồi hy vọng rằng là cái việc mà mình đặt cái viên đá lên đây thì nó sẽ không làm ảnh hưởng đến những cái kết cấu đá ở đây. Thì nếu như mà mình đặt như thế này nha, thì có thể khi mà ông Tư ông lên trên nơi tu tập của mình, hoặc là ông về lại cái nơi tu tập của mình, có thể ông sẽ phát hiện ra cái điều bất thường này. Bởi vì rằng là
Nhân nghe nói rằng là trong cái lúc mà ông Tư xếp đá thì cái lúc đó là ông xếp theo vô vi, có nghĩa là có một cái gì đó làm cho ông Tư đi phải đi xếp đá như thế này chứ không phải là ông Tư nữa hay sao á. Cho nên là khả năng là khi mà mình xếp như thế này, ông Tư về lại nơi này thì ông Tư sẽ phát hiện ra cái này. Và khi mà ông Tư phát hiện ra thì không biết cái phản ứng của ông Tư sẽ như thế nào. Cơ bản rằng là mình cần một cái viên để mà nó ở phía sau này, nó có một cái điểm tựa này, cả nhà thấy không? Thì mình cần phải có một cái điểm tựa như vậy này thì mình mới có thể để đứng được viên đá. Một cái viên đá nhỏ như vậy thì mình đã làm nó cũng khó rồi, huống hồ gì mà ông Tư làm những cái viên lớn. Nếu như mà cả nhà được đứng trực tiếp giống như là hiện tại mà Nhân đang đứng ở đây á, thì sẽ có rất là nhiều những cái cảm nhận khác nhau mà rất khó để có thể giải thích bằng lời nói. Vì vậy mà mình rất là may mắn được biết cái nơi đây, và hy vọng rằng sẽ gặp được ông Tư để ông Tư có thể chia sẻ về cái việc tu tập của mình. Cái cách mà để di chuyển ở trong cái khu vực này á, thì hình như là đã có một cái sự sắp đặt logic nào đó để chúng ta có thể đi đúng. Nhưng mà mình thì mình là một cái người chưa có qua tu tập. Mình là một cái người bình thường, cho nên là khi mà lên trên đây đi thì có những lúc mình đi xong nó bị lộn. Mình không thoát ra được cái cách sắp xếp này của ông Tư. Bởi vì có thể là đây là một cách sắp xếp để hàng ngày ông Tư sẽ ra phía sau này. Ông Tư có thể quét lá rồi ông Tư sẽ di chuyển theo một cái cách nào đó mà có sự sắp đặt. Đó là theo như là Nhân nghĩ như vậy đó. Thì không biết là có đúng hay không cả nhà. Bởi vì khi mà một cái người lạ mà khi mà vào bên trong cái khu vực này á, là đi một hồi á, nó sẽ bị rối, là mình sẽ bị mất phương hướng á. Nó rất là khó đi. Bởi vì ở đây thì nó đã có đường sẵn rồi nè, có những con đường mòn ở trong này. Và chúng ta phải quen và biết thì chúng ta mới có thể đi nó thuần thục và nó nhuyễn được. Thì chắc chắn rằng là đây là một sự sắp đặt có mục đích, chứ không phải là cứ sắp ngẫu nhiên như thế này. Và Nhân nghĩ rằng là cái việc mà sắp đá như thế này là có một cái mục đích gì đó nhất định ở phía sau này. Chứ không phải là cứ đụng đâu là sắp đó, không phải như vậy đâu cả nhà. Và ngày hôm nay thì Nhân có duyên tìm đến nơi tu tập của ông Tư. Ông Tư thì Nhân nghe khán giả chia sẻ rằng là ông Tư tu tập đã gần 40 năm qua, hoặc là có thể hơn 40 năm ở trên núi này rồi. Và những cái câu chuyện về mặt tâm linh hay là những cái câu chuyện huyền bí đằng sau ở nơi tu tập của ông Tư thì chỉ có ông Tư là người rõ nhất. Và cái việc mà xếp đá như thế này thì Nhân nghĩ rằng là nó cũng có một gì đó liên quan đến cái việc tu tập của ông Tư cả nhà. Và không biết thì mọi người suy nghĩ gì về cái việc mà xếp đá như thế này, hoặc là cả nhà có biết gì về cái việc này hay không thì hãy để lại bình luận nha. Và một điều chắc chắn rằng Nhân sẽ cố gắng gặp được ông Tư để tìm hiểu về cuộc đời tu tập của ông Tư, xem là
ông Tư tu tập theo cái pháp môn gì, vì sao mà ông Tư lại xếp đá như thế này, và cái việc xếp đá này có liên quan gì tới cái việc tu tập của ông Tư hay không, thì mời cả nhà hãy cùng chờ đón xem cái video tiếp theo, hoặc là sẽ lâu hơn nữa nếu mà có duyên gặp ông Tư thì chúng ta sẽ chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye.